Đây là phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất ngày 20 tháng 2 mà tôi vừa hướng dẫn cho các bạn. Phiếu xuất kho này được tham chiếu từ lệnh ngày 20, do đó tôi sẽ mở lệnh sản xuất ngày 20 tháng 2 ra và tôi chọn vào lập phiếu xuất, tích chọn vào thành phẩm, cần xuất vật tư ra để khai thác, nhấn đồng ý. Người nhận ở đây là Trần Văn Hùng. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày 20 tháng 2. Khi xuất kho nguyên vật liệu ra để khai thác, tạo ra thành phẩm thì kho nguyên vật liệu giảm, chi phí sản xuất kinh doanh tăng lên. Nghiệp vụ hạch toán nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200 có cho tài khoản 152. Ở đây tôi làm thông tư 133 nên tôi phải sang phần thống kê chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp dùng để sản xuất ra đá hộc. Tôi chuột phải sao chép cho các dòng phía dưới và đối tượng tập hợp ở đây là phân xưởng đá hộc. Sau đó tôi nhấn cất. Cất dữ liệu xong, tôi đóng lại. Phần mềm cập nhật lệnh sản xuất nằm trong tham chiếu của lệnh sản xuất ngày 20 tháng 2. Nếu như phát hiện ra lệnh sản xuất bị sai, số lượng hoặc sai thành phẩm, thì các bạn phải tích vào tham chiếu phiếu xuất kho nguyên vật liệu này, nhấn bỏ ghi, xóa hẳn đi và sửa lại thông tin đúng trên lệnh sản xuất. Sửa xong rồi thì các bạn mới được lập lại phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh hoặc lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh này. Còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta muốn tăng hoặc giảm chi phí liên quan đến việc khai thác thì tại lệnh sản xuất này chúng ta sẽ sửa tăng hoặc giảm số lượng nguyên vật liệu xuất ra để khai thác. Sửa xong thì chúng ta mới lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu. Như vậy phần mềm mới cập nhật phiếu xuất kho chính xác. Còn nếu như các bạn lập phiếu xuất kho rồi, xong muốn sửa số lượng tăng hoặc giảm thì lúc này chúng ta phải xóa phiếu xuất kho đã lập đi, sau đó mới sửa. Sửa xong thì chúng ta mới lập lại phiếu xuất kho. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất ngày 20 tháng 2 trên phần mềm MISA.